Xin chào bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp với câu số 91 của phần thi nông nghiệp ở trường. Đây là video clip số 11. Ở đây thì mai sau mình cũng sẽ gửi cho bạn cái file PDF. Ở đây nó có tất cả tổng khoảng gần 200 câu ở đây này. Các bạn chỉ cần nhìn vào đây cái là biết được câu trả lời đúng sai như thế nào, đúng chưa? Đó, tất cả ở đây. Nhưng mà bây giờ thì mình làm ra cái file PowerPoint này để giảng cho mọi người thôi. Chứ còn ở đây chúng ta sẽ có checklist lại. Thì mọi người nhìn vào cái bảng câu hỏi này, đọc một chút thôi. Khoảng 2 tuần là thi là sẽ đỗ thôi ạ. Thì chúng ta bắt đầu vào nhá. Rồi, bây giờ chúng ta đến với câu 91 này. Ba điều kiện để mọc mầm là đất, nước và oxy. Nghe có vẻ hợp lý đúng không ạ? Nhưng thực chất thì cái đáp án là thế nào ạ? Nó là sai. Đáp án của nó là nước, nhiệt độ và oxy ạ. Chứ không phải là đất, đúng chưa? Ở đây trong sách có nói rất là rõ trang số 52 này, mọi người nhìn trang 52. Đây, sách có nói đây. Yếu tố là nước, nhiệt độ và oxy. Cái yếu tố này là ba điều kiện để hạt giống ra mầm, được chưa? Đó là nước, nhiệt độ và oxy. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại với câu số 92. Hạt giống thích bóng tối, khó nảy mầm. Khi tiếp xúc với ánh sáng, thích bóng tối á, nó có sẽ có là hạt giống thích ánh sáng và thích bóng tối. Mọi người thì thích ánh sáng hay thích bóng tối ạ? Ở đây chúng ta sẽ có đáp án, đó là đúng. Tại sao ạ? Hạt giống thì có hai loại. Là chúng ta sẽ xem lại trang số 52 nhá, vào sách luôn này. Là loại thích ánh sáng và loại thích bóng tối ạ. Được chưa? Hạt giống dễ nảy mầm khi tiếp xúc với ánh sáng thì gọi là hạt giống thích ánh sáng, ví dụ như là cà rốt và xà lách. Cái này mọi người nhớ nhá, cà rốt và xà lách, được chưa? Hạt giống khó nảy mầm khi tiếp xúc với ánh sáng thì là hạt giống thích bóng tối, ví dụ như là củ cải, cà chua và dưa hấu. Đó, nhớ một số cái như này: cà rốt, xà lách, các cây kiểu như là nó rất là tươi, được chưa? Củ cải, cà chua, dưa hấu thì nó lại gọi là thích bóng tối, nó khó nảy mầm. Như vậy đáp án của câu 92 này là chính xác. Thích bóng tối thì nó sẽ khó nảy mầm ạ. Câu 93. Hạt giống có tuổi thọ nhất định. Tuổi thọ của hạt giống chịu ảnh hưởng từ trạng thái bảo quản, có đúng hay không? Nghe bảo từ trạng thái bảo quản thì rõ ràng là nghe rất là hợp lý đúng không ạ? Thì ở đây này, trạng thái bảo quản không tốt sẽ rút ngắn tuổi thọ của hạt giống và cần phải bảo quản trong nhiệt độ thấp và khô ráo. Đây. Tuổi thọ của hạt giống có thể khác biệt tùy thuộc vào chủng loại của cây trồng hay rau, đúng chưa? Nhưng mà nó mà bảo quản ấy, nó cần có sự bảo quản ở nhiệt độ thấp và khô ráo. Bảo quản không tốt sẽ rút ngắn tuổi thọ của hạt giống. Ví dụ như là nếu mà nó ẩm chẳng hạn thì nó sẽ bị nảy mầm, đúng chưa? Nên nó cần cái trạng thái khô ráo. Các bạn ở Nhật mà từ nông thôn đi ra thì chắc cũng biết là hạt giống nó nảy mầm thì như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta xem tiếp đến câu số 94. Tuổi thọ của hạt giống là giống nhau, câu này là sai đúng chưa? Tuổi thọ của hạt giống có sự khác biệt tùy thuộc vào chủng loại cây. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thử nhá. Có những loại tuổi thọ ngắn mà có loại tuổi thọ dài, chúng ta sẽ xem lại sách này trang số 94. Ở đây nuôi nêu khá là rõ. Từ 1 đến 2 năm là cà rốt, ngô, cải bó xôi cho chúng ta phải mang đi trồng nữa, không để lâu quá là nó sẽ hỏng mọt. Từ 2 đến 3 năm là hành lá, hành tây, củ cải, bắp cải. Từ 3 đến 4 năm là cà chua, cà tím, làm sao để nhớ được ạ? Chúng ta nhớ là các loại cà thì rất là dài ạ. Thì là từ 3 đến 4 năm rất là lâu dài đấy chị ạ, dùng rất là lâu dài. Đó thì các loại hạt giống nó sẽ khác nhau. Chúng ta đến với câu số 95 xem nào. Hạt giống đã chế biến gọi là hạt giống đã được xử lý. Câu này có đúng không ạ? Chính xác. Đây, câu này chúng ta sẽ có trang số 53. Hạt giống đã chế biến này để được xử lý sẽ gieo hạt mọc mầm tốt và phòng ngừa bệnh hại. Đó.
Như vậy đó là hạt giống đã chế biến cũng nghĩa là đã xử lý để dễ gieo hạt, mọc mầm tốt và phòng ngừa bệnh hại. Câu này là câu số 95, chính xác đúng chưa? Tiếp theo, hạt giống trần là hạt giống được trần qua nước ấm để hạt dễ nảy mầm. Câu này có chính xác không ạ? Câu này là sai. Hạt giống trần có nghĩa là hạt giống được xử lý loại bỏ lớp vỏ cứng và để trần nhân ở bên trong. Ví dụ như là hạt cải bó xôi ạ. Đây ạ, hạt giống trần. Hạt giống được xử lý để loại bỏ lớp vỏ cứng để trần nhân ở bên trong. Ví dụ như là cải bó xôi. Được chưa ạ? Các loại hạt giống đây này, hạt giống phủ bọc này, hạt giống trần, hạt giống khử trùng bằng dán hạt giống, có nghĩa là nó đã được chế biến hết ạ. Chúng ta đến tiếp với câu số 97. Hạt giống F1 là hạt giống có các phẩm chất tốt của bố mẹ dựa trên ưu thế lai ạ. Nghe có vẻ chính xác đúng không ạ? Chính xác. Hạt giống F1 là hạt giống lai đời thứ nhất, do đó các sản phẩm tốt của bố mẹ dựa trên ưu thế lai ở trang số 53 đấy ạ. Hầu hết các loại rau hiện nay ấy, thì là trong sách nó nói là đều đã là sử dụng hạt giống F1, tức là nó ở như đây nó chỉ là chọn lọc nhân tạo vậy, tức là người ta sẽ, con người sẽ lấy những cái cây ấy, chẳng hạn như là lấy cái cải, lấy những cây nó tốt nhất để xem cho nó thụ phấn với nhau đúng chưa, thì nó sẽ ra là những đứa con nó sẽ tốt nhất. Còn ví dụ như là nói thì là tức là con người ngày xưa ấy cũng có khả năng là cho, mà thôi chúng ta quay trở lại với bài chính xác ở đây được chưa. Câu số 98 này, gieo hạt chỉ có một phương pháp là gieo theo hàng có đúng hay không, thì chúng ta phải dở sách ra. Trong sách ở đây chúng ta nó cũng có nói là sai, nó gồm có 3 phương pháp được chưa. Chúng ta sẽ nhìn hình ấy, cái này mọi người nhìn hình nhá để nắm được chính xác này. Hình ở đây nó sẽ có gieo theo hốc được chưa, gieo theo hốc này, gieo theo hàng và gieo vãi. Đây, gieo theo hốc đây ạ, từng hốc một, gieo theo hàng rất là thẳng hàng và gieo vãi là cứ dùng gieo vãi ra thôi. Thì câu số 99, Fukudo là việc xới đất trước khi gieo hạt. Câu này là sai, là việc lấp đất sau khi gieo hạt ạ, được chưa. Fukudo nó nói đấy ạ, việc lấp đất sau khi gieo hạt thì được gọi là Fukudo. Đó, nó sẽ gieo theo phương pháp phù hợp với chủng loại rau các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 100 nhé. Câu số 100 luôn. Hạt giống củ cải được áp dụng phương pháp gieo vãi. Cái này thì chúng ta phải nhớ đấy ạ. Cái này là sai, củ cải được áp phương pháp gieo theo hốc. Mọi người nhìn lại vào đây này, gieo theo hàng trên luống củ cải thì nó sẽ gieo theo hốc ạ. Gieo theo hàng nó mọc như thế này thì ví dụ như cà rốt ạ. Gieo vãi ví dụ như ươm cây con hành tây ạ, thì nó cứ gieo vãi như thế này thôi. Cái này thì bắt buộc chúng ta phải nhớ thôi ạ, được chưa. Củ cải thì là sẽ gieo theo hốc ạ, còn cà rốt thì là gieo theo hàng ạ.